Để phát huy được tiềm năng và lợi thế sẵn có của tỉnh Lai Châu, muốn kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào tất cả các lĩnh vực để góp phần đưa Lai Châu phát triển ngang tầm với các tỉnh trong khu vực. Hiện nay, tỉnh tập trung kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào dự án trọng điểm sau. 1. Dự án trồng và chế biến dược liệu tại cao nguyên Sìn Hồ. 2. Dự án trồng phát triển sâm Lai Châu tại xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. 3. Dự án trồng phát triển sâm Lai Châu tại các xã huyện Mường Tè. 4. Dự án trồng và chế biến cây quế tại huyện Tân Nguyên. 5. Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa tại huyện Tam Đường. 6. Dự án nhà máy chế biến các sản phẩm cao su từ mủ cao su tự nhiên. 7. Dự án nhà máy chế biến đất hiếm mỏ Đông Pao. 8. Dự án đầu tư khu du lịch quần thể hang động Pu Sang Cáp. 9. Dự án khu du lịch thác Tắc Đỉnh gắn với chinh phục đỉnh Pu Ta Leng. 10. Dự án khu du lịch Xin Suối Hồ gắn với đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. 11. Dự án khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ tại thị trấn Sìn Hồ. 12. Dự án đầu tư sân bay Lai Châu. 13. Dự án phát triển đô thị phía Đông Nam thành phố Lai Châu. 14. Dự án phát triển đô thị thị trấn Tân Nguyên, huyện Tân Nguyên. Thông tin tóm tắt các dự án. Các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 1. Dự án trồng và chế biến dược liệu tại cao nguyên Sìn Hồ, địa điểm tại xã Sa Tê Phìn, làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nằm trên đường tỉnh lộ 129, cách thị trấn Sìn Hồ 10 km, cách trung tâm thành phố Lai Châu 70 km, cách thành phố Điện Biên 160 km, cách Lào Cai 180 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng 70 km. Mục tiêu: đầu tư trồng chế biến dược liệu có quy mô lớn, tập trung trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cung cấp sản phẩm dược liệu có giá trị cao cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Dự kiến trồng và chế biến dược liệu diện tích trên 100 hecta, cùng với hàng nghìn hecta dưới tán rừng và nhà máy chế biến trên 200 tấn dược liệu trên năm. Đây là địa bàn có điều kiện đất đai, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để trồng và phát triển cây dược liệu quý hiếm. Đặc biệt, đó là những cây dược liệu bản địa mà thị trường đang cần. Người dân đã có kinh nghiệm về trồng các loại cây dược liệu. 2. Dự án trồng phát triển sâm Lai Châu tại xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ. Địa điểm tại bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Với diện tích khoảng 500 ha, nằm phía tây dãy Hoàng Liên Sơn, khu vực tiếp giáp huyện Sapa của tỉnh Lào Cai. Khu vực chọn dự án là phía tây dãy Hoàng Liên Sơn, khu vực tiếp giáp huyện Sapa của tỉnh Lào Cai. Khu vực chọn dự án nằm dưới chân núi Bạch Mộc Lương Tử, cao từ 1.500 đến 2.000 mét. Khu vực quanh năm sương mù, khí hậu ẩm thuận lợi cho cây sâm Lai Châu phát triển. Cách thành phố Lai Châu 40 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng khoảng 70 km, cách Lào Cai 130 km, cách Điện Biên 220 km. Dự kiến trồng và chế biến sâm Lai Châu với diện tích 500 ha, nhà máy chế biến trên 50 tấn trên năm. 3. Dự án trồng phát triển sâm Lai Châu tại các xã huyện Mường Tè. Địa điểm tại xã Thu Lũng, xã Pa Vệ Sử và xã Pa Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Khu vực dự án cách thị trấn Mường Tè khoảng 30 đến 80 km, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 200 km, cách tỉnh Điện Biên 200 km. Mục tiêu: hình thành vùng sản xuất dược liệu đặc biệt có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm đưa sản phẩm của tỉnh thành sản phẩm quốc gia sâm Lai Châu. Khai thác tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, khí hậu, địa hình và tình hình dân cư lao động của địa phương, tạo ra giá trị kinh tế lớn, đột phá làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc xã hội của vùng. Dự kiến trồng và chế biến sâm Lai Châu với diện tích 500 ha, nhà máy chế biến trên 50 tấn trên năm. Đây là một loại sâm bản địa đặc biệt chỉ có ở Lai Châu, là một loài trong phân loài của sâm Ngọc Linh với đầy đủ thành phần 52 loại saponin như sâm Ngọc Linh, nên các sản phẩm, dẫn xuất, chế phẩm được tách chiết, sản xuất và đã được trồng thử nghiệm thành công tại Lai Châu. 4. Dự án trồng và chế biến cây quế tại huyện Tân Nguyên. Địa điểm tại xã Bắc Ta, xã Nậm Cần và xã Nậm Sỏ, huyện Tân Nguyên. Khu vực dự án nằm gần quốc lộ 32, có tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài, Lào Cai, cách trung tâm huyện Tân Nguyên khoảng 10 đến 20 km, cách trung tâm tỉnh Lai Châu khoảng 60 km, cách Lào Cai 100 km. Mục tiêu: hình thành trồng quế tập trung gắn với xây dựng nhà máy chế biến với dây chuyền và công nghệ hiện đại để chế biến các sản phẩm từ quế, chiết xuất tinh dầu quế với hàm lượng cao, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn và bảo vệ môi trường. Dự kiến trồng cây quế với diện tích 2.000 ha và nhà máy chế biến công suất chế biến 10.000 tấn trên năm. Đây là địa bàn có điều kiện đất đai, khí hậu thổ nhưỡng rất thuận lợi để trồng và phát triển cây quế tập trung quy mô lớn. Hiện tại, tỉnh đã trồng được 2.000 ha tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Nguyên. Đây là nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy chế biến. 5.
dự án chăn nuôi bò sữa tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Địa điểm tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, khu vực dự án nằm gần quốc lộ 4D và quốc lộ 32, cách thị trấn Tam Đường khoảng 10 km, cách trung tâm thành phố 40 km, cách khu du lịch Sapa 30 km. Mục tiêu: hình thành vùng chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa quy mô tập trung đủ lớn, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái chất lượng cao, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Dự kiến đầu tư trang trại nuôi bò sữa quy mô trên 1.000 con, đầu tư vùng nguyên liệu trên 1.200 hectare. Đây là địa bàn có điều kiện đất đai, khí hậu thổ nhưỡng, rất thuận lợi để chăn nuôi bò sữa có sản lượng cao, chất lượng tốt, có đầy đủ hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc thuận lợi cho phát triển vùng sản phẩm hàng hóa tập trung, quy mô lớn. Các dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch. 1. Dự án đầu tư khu du lịch quần thể hang động Pu Sam Cap. Địa điểm tại xã Nậm Lòng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, nằm trên gần đường tỉnh lộ 129, nối thành phố Lai Châu với huyện Sìn Hồ. Cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 6 km, nằm giữa hành lang du lịch Sapa, Điện Biên Phủ, cách Sapa 80 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng 50 km, cách Điện Biên 200 km. Mục tiêu: khai thác quần thể hang động, môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc để đầu tư phát triển các loại hình du lịch sinh thái, tham quan hang động, văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, liên hợp thể thao, tạo điểm nhấn cho du lịch Lai Châu. Dự kiến đầu tư khu du lịch sinh thái, tham quan hang động, văn hóa bản địa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, liên hợp thể thao có diện tích khoảng 1.500 hectare. Pu Sam Cap được đánh giá là Tây Bắc đệ nhất động trong quần thể hang động có rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng, quý hiếm, có cảnh quan thiên nhiên đẹp, rộng lớn, hoang sơ, có nhiều thạch nhũ kỳ vĩ của tạo hóa, huyền ảo, không gian cây xanh rộng rãi, thoáng mát, tạo cảm giác thư thái cho khách tham quan, tìm hiểu. Được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng là di tích quần thể danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. 2. Dự án khu du lịch thác Tác Tình gắn với chinh phục đỉnh Putaleng. Dự án có địa điểm tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, nằm bên trục đường quốc lộ 4D nối Sapa Lào Cai, cách thủ đô Hà Nội 370 km, cách trung tâm thị trấn Tam Đường 1,5 km và trung tâm thành phố Lai Châu 30 km, cách Sapa Lào Cai 45 km, cách thành phố Điện Biên Phủ 230 km. Mục tiêu: xây dựng loại hình khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, leo núi mạo hiểm, gắn với khai thác và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc tại bản du lịch cộng đồng Xì Thâu Trải, khai thác tiềm năng du lịch thế mạnh mạo hiểm, chinh phục đỉnh Putaleng, khai thác điểm dù lượn, phục vụ thường xuyên khách dù lượn, tạo điểm nhấn cho du lịch Lai Châu, hình thành liên kết để phát triển các tour du lịch trên địa bàn tỉnh, tour du lịch trên tuyến vòng cung Tây Bắc. Dự kiến đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, leo núi mạo hiểm, gắn với khai thác và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc với diện tích khoảng 500 hectare. Khu vực này thu hút khách vào 3 điểm, gồm đỉnh núi Putaleng cao 3.049m, nổi tiếng đã thu hút đông đảo khách leo núi. Thác Tác Tình cao 130m, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nước chảy quanh năm. Bản du lịch cộng đồng Xì Thâu Trải có độ cao trên 1.400m, khí hậu mát mẻ quanh năm, có lễ hội độc đáo như lễ hội nhảy lửa, lễ cấp sắc với nghi thức rơi đài độc đáo. Có điểm xuất phát dù lượn được đánh giá là một trong những điểm bay đẹp nhất Việt Nam và khu vực. 3. Dự án khu du lịch Xin Suối Hồ gắn với đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Địa điểm tại xã Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 30 km, cách cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng 70 km, cách Sapa Lào Cai 120 km, cách Bát Sát Lào Cai 20 km, cách thủ đô Hà Nội 400 km. Mục tiêu: xây dựng loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, leo núi mạo hiểm, gắn với khai thác và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ. Khai thác tiềm năng du lịch leo núi mạo hiểm đỉnh núi cao thứ tư Việt Nam, nơi được mệnh danh là điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam của đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử, cung đường leo núi đẹp nhất Việt Nam Tả Liên Sơn, tạo điểm nhấn cho du lịch Lai Châu, hình thành liên kết để phát triển các tour du lịch trên địa bàn tỉnh, tour du lịch trên tuyến vòng cung Tây Bắc. Dự kiến đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng leo núi mạo hiểm gắn với khai thác và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại bản du lịch cộng đồng Xin Suối Hồ có diện tích 1.000 hectare. Khu vực Xin Suối Hồ nằm ở độ cao trên 1.500m, có đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, độ cao 3.046m so với mực nước biển, hình thành các tour leo núi từ Xin Suối Hồ lên Bạch Mộc Lương Tử và leo núi Tả Liên Sơn. Có khí hậu quanh năm mát mẻ vào mùa đông, có thể có tuyết rơi và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là nơi sinh sống của dân tộc Mông, có khoảng 20 hộ gia đình làm dịch vụ homestay, có ẩm thực phong phú, văn hóa đặc sắc.
gần cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng với nhiều lối mở, dễ dàng tiếp cận đến thị trường khách du lịch đến từ Trung Quốc. 4. Dự án khu du lịch Cao Nguyên Sìn Hồ. Địa điểm tại thị trấn Sìn Hồ và các xã lân cận huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Nằm ngay trung tâm thị trấn huyện Sìn Hồ, cách thành phố Lai Châu khoảng 60 km, cách thành phố Điện Biên Phủ 160 km. Cao Nguyên Sìn Hồ được xem như là Sapa thứ hai của khu vực Tây Bắc. Mục tiêu: khai thác tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu, bản sắc văn hóa, ẩm thực và thổ nhưỡng khu vực Cao Nguyên Sìn Hồ với các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, thể thao, giải trí, tạo nhiều ấn tượng đặc sắc về hình ảnh con người Lai Châu đối với du khách. Nhằm thu hút khách du lịch, phát triển đô thị thị trấn Sìn Hồ theo hướng đô thị xanh, đô thị nghỉ dưỡng, gắn với vùng sản xuất dược liệu và vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, tạo điểm nhấn cho du lịch Lai Châu, hình thành liên kết để phát triển các tour du lịch trên địa bàn tỉnh, tour du lịch trên tuyến vòng cung Tây Bắc. Dự kiến, đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, thể thao, giải trí, tạo nhiều ấn tượng đặc sắc về hình ảnh con người Lai Châu với diện tích khoảng 500 ha. Cao nguyên Sìn Hồ nằm trên độ cao gần 1.500 m, có khí hậu quanh năm mát mẻ, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, có các điểm du lịch hấp dẫn như núi Đá Ô, Động Tiên Ông, bản du lịch Tả Vìn, có chợ phiên vùng cao, có dịch vụ tắm lá thuốc, người sao. Các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, công nghiệp. 1. Dự án nhà máy chế biến các sản phẩm cao su từ mủ cao su tự nhiên. Địa điểm tại xã Mường So, huyện Phong Thổ. Khu vực dự án nằm trên đường quốc lộ 4D, cách trung tâm tỉnh Lai Châu 22 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng khoảng 30 km, cách thị trấn huyện Phong Thổ 8 km, cách thành phố Điện Biên khoảng 180 km, cách thành phố Lào Cai 130 km. Mục tiêu sử dụng mủ cao su tự nhiên được trồng tại Lai Châu để sản xuất các sản phẩm phục vụ cho công nghiệp và tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Dự kiến, đầu tư nhà máy với công suất dự kiến chế biến khoảng 15.000 tấn mủ cao su trên năm, với diện tích khoảng 30 ha. Nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, hiện tại tỉnh có 13.500 ha cây cao su đã và đang trong thời kỳ khai thác trồng đến nay, đã khai thác 4.000 ha cho năng suất 4.000 tấn mủ khô trên năm. Sản lượng sau khi khai thác ổn định diện tích trên sẽ đạt 13.500 tấn mủ khô trên năm. Theo quy hoạch, tỉnh sẽ mở rộng trồng cây cao su đến hết 20.000 ha. 2. Dự án nhà máy chế biến đất hiếm mỏ Đông Pao. Địa điểm tại cụm công nghiệp Tam Đường, gần khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nhà máy chế biến có vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có đường tỉnh lộ 136 chạy qua, nối liền với quốc lộ 32, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 10 km, cách thị trấn Tam Đường khoảng 15 km, cách cửa khẩu Lào Cai 130 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng 60 km. Mục tiêu: chế biến tinh quặng đất hiếm thông qua phương pháp thủy luyện để đạt được tổng oxit đất hiếm cung cấp cho nhà máy chiết tách. Chiết tách tổng oxit đất hiếm thành các oxit đất hiếm riêng rẽ để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Dự kiến, đầu tư nhà máy thủy luyện công suất 33.000 tấn tổng oxit đất hiếm cho trên năm, hàm lượng 97%. Nhà máy chiết tách công suất 30.000 tấn oxit đất hiếm riêng rẽ REO trên năm, hàm lượng đạt 99-99,5%, có diện tích khoảng 18 ha. Có nguồn nguyên liệu đầu vào tương đối lớn, cụ thể, mỏ đất hiếm Đông Pao có tổng trữ lượng cấp 121-122 là 2.216.952 tấn TREO, 12.817.166 tấn Barit và 9.276.417 tấn Florit. Dự án đầu tư hạ tầng. Dự án đầu tư sân bay Lai Châu. Địa điểm tại đội 5, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nằm tại thị trấn huyện Tân Uyên, cách thành phố Lai Châu 60 km, cách Sapa, Lào Cai 55 km, cách Hà Nội 350 km. Dự kiến đến năm 2023, có đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài, Lào Cai đi qua. Mục tiêu: cấp sân bay, cấp 3C theo ISAO đối với hoạt động khai thác dân dụng và sân bay cấp 3 đối với các hoạt động quân sự với diện tích khoảng 117,09 ha. Quy mô sân bay. Giai đoạn đến năm 2020, sân bay cấp 3C theo phân cấp ISAO và sân bay quân sự cấp 3. Số vị trí độ máy bay 2 vị trí. Loại máy bay tiếp nhận ATR-72 và tương đương. Lượng hành khách tiếp nhận 40.000 lượt hành khách trên năm. Lượng hành khách giờ cao điểm 110 hành khách giờ cao điểm. Lượng hàng hóa tiếp nhận 100 tấn trên năm. Cấp cứu nguy, cứu hỏa cấp 6. Tiếp cận hạ cánh, thiết bị tiếp cận giản đơn. Giai đoạn đến năm 2030. Cấp sân bay 3C, sân bay quân sự cấp 3. Số vị trí đỗ 4 máy bay.
Loại máy bay tiếp nhận ATR-72, F-70 và tương đương. Lượng hành khách tiếp nhận 110.000 lượt hành khách trên năm. Lượng hành khách giờ cao điểm 150 hành khách trên giờ cao điểm. Lượng hàng hóa ngày 8 tháng 11 năm 2009 và Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch tại quyết định số 1375 ngày 24 tháng 5 năm 2010 phê duyệt quy hoạch sân bay Lai Châu giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 có mặt bằng phù hợp với cảng hàng không. 2. Dự án phát triển đô thị phía Đông Nam, thành phố Lai Châu. Địa điểm tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, khu vực dự án bám hai bên đường, dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 4 km, cách cửa khẩu Lào Cai 110 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng 50 km. Mục tiêu: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để hình thành khu đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị nghỉ dưỡng gắn với công viên thể dục thể thao. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, các công trình hạ tầng xã hội và công trình phục vụ tiện ích đô thị trên quỹ đất được giao đúng theo quy định được duyệt. Dự kiến đầu tư khu đô thị thông minh, khu đô thị xanh, đô thị nghỉ dưỡng gắn với công viên thể dục thể thao đáp ứng cung cấp cho thị trường khoảng 10.000 căn hộ bao gồm các căn nghỉ dưỡng với diện tích tiềm năng khoảng 500 ha, trong đó đã phê duyệt quy hoạch 120 ha. Đây là địa bàn có điều kiện đất đai, khí hậu thổ nhưỡng rất thuận lợi phát triển đô thị xanh, có đầy đủ hạ tầng giao thông bám hai bên đường của tuyến đường cao tốc nối Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu. Cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, khu vực phát triển đô thị ít hộ dân đang sinh sống nên kinh phí giải phóng mặt bằng không cao. Khu vực có nhiều suối chảy qua, thuận lợi cho việc đầu tư các khu vực công viên cây xanh mặt nước, vui chơi giải trí. Khu vực phát triển đô thị đang trong quá trình lập quy hoạch chung. 3. Dự án phát triển đô thị thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Địa điểm tại khu trung tâm thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Khu vực dự án bám đường quốc lộ 32, dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu là khu trung tâm hành chính thị trấn Tân Uyên, cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 60 km, cách cửa khẩu Lào Cai 110 km, cách cửa khẩu Ma Lù Thàng 110 km. Mục tiêu: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để hình thành khu đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị xanh, khu thương mại dịch vụ phục vụ cho nhu cầu người dân của huyện Tân Uyên. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện. Các công trình hạ tầng xã hội và công trình phục vụ tiện ích đô thị trên quỹ đất được giao theo đúng quy hoạch được duyệt. Dự kiến, đầu tư khu đô thị thông minh, đô thị xanh, khu thương mại dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của người dân huyện Tân Uyên đáp ứng cung cấp cho thị trường khoảng 2.500 căn hộ với diện tích 83 ha đã được phê duyệt quy hoạch. Đây là địa bàn có điều kiện đất đai, khí hậu thổ nhưỡng, rất thuận lợi cho phát triển đô thị xanh. Có đầy đủ hạ tầng giao thông, bám đường quốc lộ 32 và cũng là tuyến đường cao tốc nối Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu. Cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, khu vực phát triển đô thị ít hộ dân đang sinh sống nên kinh phí giải phóng mặt bằng không cao. Khu vực có suối chảy qua, thuận lợi cho việc đầu tư các khu vực công viên cây xanh mặt nước, vui chơi giải trí. Khu vực phát triển đô thị đã được lập quy hoạch chung và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư: 1. Miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị định số 46/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước. 2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 218 ngày 26 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 3. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 134 ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 4. Một số chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 57 ngày 17 tháng 4 năm 2018, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 5. Ngoài các chính sách ưu đãi nêu trên, nhà đầu tư còn được hưởng các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh như hỗ trợ đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, hỗ trợ phối hợp tổ chức công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất. Tỉnh Lai Châu sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư kinh doanh lâu dài. Ngoài việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, lấy việc giảm thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính làm khâu đột phá với phương châm hành chính phục vụ, tạo sự hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần đổi mới của luật đầu tư, luật doanh nghiệp, nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới. Với những thông tin cơ bản như trên, cùng với hệ thống chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư,
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Lai Châu cam kết thực hiện nghiêm túc các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu thị trường, thực hiện dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu với phương châm doanh nghiệp phát tài, Lai Châu phát triển.